Thưa quý vị, Bến Tre được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều vị tướng tài ba lỗi lạc. Trong đó, mảnh đất Dòng Trơm, đất thép Thành Đồng gắn liền với tên tuổi vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, nữ tướng Nguyễn Thị Định, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của bà luôn ngời sáng với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, phong trào đồng khởi ở Bến Tre những năm 1960, cũng như những chiến công lẫy lừng của đội quân tóc dài trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mời quý vị cùng tìm hiểu về sự cống hiến của vị nữ tướng tài ba, người con ưu tú của xứ Dừa Bến Tre cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Không biết từ bao giờ, hình ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định trong tiềm thức của những người con xứ Dừa Bến Tre luôn kính trọng, ngưỡng mộ, xen lẫn niềm tự hào, đồng thời luôn khắc ghi công lao và sự hy sinh của bà đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước. Những ngày tháng 3, cùng với các hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1982 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tỉnh Bến Tre tổ chức rất nhiều hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 102 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định. Các hoạt động đã góp phần tiếp lửa cho các thế hệ người dân Bến Tre hôm nay và mai sau phát huy hào khí truyền thống anh hùng năm xưa để viết tiếp những trang sử dễ dàng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đồng khởi mới. Những ngày lễ lớn cũng như là kỷ niệm 102 năm ngày sinh của nữ tướng Hiệu Định, là cựu chiến binh xã Lương Hòa phối hợp với đoàn thanh niên và nhà trường để đến học sinh đến thắp hương cho bà, và chúng tôi có lồng ghép vào là giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cách mạng cho các em học sinh nhằm ôn lại cái thời gian cống hiến của bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để giải phóng đất nước. Nhìn chung các em học sinh rất là thích thú và tìm hiểu là cuộc đời của bà, để góp phần các em mà cố gắng học giỏi để sau này giúp ích cho đất nước. Ngoài ra, những cuộc họp của chiến binh chúng tôi cũng là tuyên truyền trong hội viên của binh là treo ảnh cô ba, bà ba, là mỗi hội viên là phải có ảnh của bà ba trong gia đình. Hàng năm theo mà cái truyền thống là lễ dân hương thì cựu chiến binh cũng đã thắp hương và cũng là tưởng niệm bà hương. Nhìn chung là cũng có một cảm xúc rất cao trào, vậy là nghĩ về cái sự hy sinh mất mát của cô Nguyễn Thị Định đó. Thì anh em cũng về cũng tập trung và cứ tuyên truyền giáo dục cho anh em hội viên mình có một cái tinh thần phấn đấu và mình gương mẫu để về thực hiện và thể hiện để mình giáo dục truyền thống cho con em, và cũng như là đối với nói chuyện truyền thống cho học sinh đó, trong những ngày lễ hoặc những ngày kỷ niệm này, cho học sinh nắm để rồi chúng ta cùng phấn đấu xây dựng quê hương. Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm. Năm 16 tuổi bà tham gia cách mạng và năm 18 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà tham gia cướp chính quyền tại tỉnh Bến Tre trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Năm 1946, bà là thành viên trong đoàn cán bộ khu 8, vượt biển ra Bắc gặp Bác Hồ, báo cáo tình hình kháng chiến của tỉnh Bến Tre và Nam Bộ để xin chi viện vũ khí. Bà đã chỉ huy chiếc thuyền chở đầy vũ khí về đến nơi an toàn, chi viện cho chiến trường miền Nam lúc bấy giờ. Năm 1960, bà là thành viên trong ban chỉ đạo cuộc nổi dậy của nhân dân ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, giành thắng lợi, mở đầu cho cao trào đồng khởi đồng loạt nổi dậy trong toàn tỉnh Bến Tre và cả miền Nam. Bà được Đảng và Nhà nước giao nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng của tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ khu 8, Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, bà được phân công giữ các trọng trách như Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7 với các chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Bà còn được thế giới biết đến với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới. Bà qua đời ngày 26 tháng 8 năm 1992, nhằm 28 tháng 7 âm lịch. Bà Nguyễn Thị Định vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và quốc tế trao tặng, trong đó có nhiều quân huy chương cao quý như Quân chương Hồ Chí Minh, Quân chương Quân công hạng nhất, Quân chương Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Thế giới, Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenin, Quân chương Riron của Nhà nước Cuba. Năm 1995, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hiện nay, khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm là công trình đầy tự hào của người dân Bến Tre. Công trình tọa lạc trên một khu đất rộng gần 15.000 m², nằm trên tỉnh lộ 885, cách thành phố Bến Tre khoảng 8,5 km về hướng đông. Khu lưu niệm được khởi công xây dựng và khánh thành vào năm 2003 để nhân dân đến viếng và thắp hương tưởng niệm. Đây là một trong những công trình văn hóa, là nơi lưu niệm vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng. Đồng thời, đây còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất, chống lại các thế lực xâm lược của quân và dân Bến Tre qua các giai đoạn lịch sử, và còn là điểm tham quan du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến quê hương Bến Tre. Ngoài đền thờ còn có một phòng dành để triển lãm những hiện vật, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Phòng triển lãm được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007. Hiện phòng triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh và hiện vật về bà. Du khách tham quan tại đây không khỏi khâm phục chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng đầy kiên cường của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất hoặc những sự kiện trọng đại, ngày lễ Tết, chính quyền địa phương và người dân cùng về đây để thắp hương chân qua tưởng nhớ công lao to lớn của nữ tướng Nguyễn Thị Định, người đã dâng hiến cả cuộc đời cho nền độc lập dân tộc. Dấu ấn đó là giáo dục các em được cái lòng yêu nước cũng như là biết hiểu thêm về cái quá trình mà mình đấu tranh giải phóng quê hương đất nước của mình. Về Bến Tre thì cũng có rất là nhiều cái di tích lịch sử để cho các em học tập. Thì trong thời gian tới thì nhà trường cũng sẽ cố gắng để đưa các em những thế hệ tiếp theo để các em học tập thực tế, tìm hiểu sâu hơn về những cái nhân vật lịch sử mà mình đã được học ở trong sách giáo khoa. Cuộc đời và sự nghiệp của nữ tướng Nguyễn Thị Định gắn với những chặng đường đấu tranh oanh liệt của đất nước. Bà đã kết hợp hài hòa giữa đức tính can trường, dũng cảm với lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh bà đã trở thành bất tử trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hiện nay, tên bà được đặt cho nhiều con đường và trường học ở nhiều địa phương. Quê hương xứ Dừa Bến Tre đã và đang thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới, và hình ảnh nữ tướng Nguyễn Thị Định, một nhà lãnh đạo kiên trung giản dị, luôn mãi đồng hành, tạo động lực tinh thần để tỉnh nhà lập nên những thành tựu mới ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển hơn.